Thật sự mà nói đó là cái mối tình đẹp, không có để lại cái ấn tượng gì xấu. Tuy nhiên khi đến lúc mà lập gia đình đó, thì gia đình bạn gái từ chối. Tại vì nhà của bạn gái đó là rất là quan tâm tới vấn đề tuổi tác, nói là kỳ tuổi á, thì có làm tổng thống cũng không gả đâu. Cho tôi hỏi, bạn đã nghe được tâm sự của một người, ngay lúc này cảm xúc của bạn thế nào? Trước hết thì em cũng rất là đồng cảm với bạn. Tại vì khi người con gái lớn lên thì ai cũng nghĩ đến chuyện lập gia đình. Đó là cái quy luật của tạo hóa, ngàn đời rồi không thể thay đổi được. Thường thì ở dưới quê người ta sẽ thường lập gia đình sớm hơn ở Sài Gòn. Tại vì Sài Gòn thì thường là lo cho công danh sự nghiệp nhiều. Và ở dưới quê thì khi lớn lên ba mẹ chỉ mong là con cái có nơi có chỗ để ba mẹ yên tâm. Thì điều đó cũng dễ hiểu thôi. Giống như Cầm chia sẻ là khi lập gia đình sớm như vậy đó, mình còn chưa có đủ cái vững chãi và cũng chưa có đủ cái lập trường để mình bảo vệ cái tình yêu, cái hạnh phúc của mình, cho nên chuyện gãy đổ cũng là bình thường. Cho nên em cảm thấy điều đó em rất là thông cảm và chia sẻ với bạn. Thông cảm và chia sẻ. Mẫu bạn gái lý tưởng để trở thành vợ của bạn? Em cũng không có chú trọng lắm về cái hình thức bên ngoài. Em quan trọng nhất là khi mà những người mà yêu nhau đến được với nhau và đi với nhau một con đường dài, kể cả cuộc đời, thì cái tình cảm con người và cái cách đối nhân xử thế là quan trọng hơn. Cho nên em chuộng cái nội dung hơn là cái hình thức. Vâng, rất tuyệt vời. Trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ có đủ 4 phần để bạn vừa cảm nhận về hình thức, vừa cảm nhận về nội dung, để có những quyết định mà chúng tôi hy vọng đó sẽ là những quyết định chín chắn, đầy đủ những lý lẽ, cả về con tim, cả về lý trí, để các bạn tìm được chân ái của mình. Cho tôi hỏi bạn Long Hồ một câu nữa. Nhiều năm trước bạn đã phải chia tay một cái mối tình của mình vì một cái lý do mà bạn cho rằng là nó không đáng, đó là không hợp tuổi. Nếu như bây giờ bạn lại tiếp tục tìm thấy một cái tình yêu, trái tim bạn một lần nữa rung lên, nhưng rồi cô ấy cũng không hợp tuổi với bạn, nhà của bạn gái cũng phản đối mối tình của các bạn, bạn sẽ làm gì? Thật ra thì mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng mà với cái mối tình trước đây mà không hợp tuổi đó thì thật sự đó là một cái mối tình đẹp. Hồ thì yêu trễ lắm, sau khi tốt nghiệp đại học xong rồi đi làm một thời gian mấy năm rồi mới bắt đầu yêu. Tại vì hoàn cảnh gia đình cũng ở dưới quê, cũng ở An Giang cũng khó khăn, và khi lên Sài Gòn lập nghiệp thì cũng có nhiều cái khó khăn, cho nên cũng không có quen bạn gái sớm. Hai người quen nhau thì cũng hơn 2 năm trời, nhưng mà thật sự mà nói đó là cái mối tình đẹp, không có để lại cái ấn tượng gì xấu. Tuy nhiên khi đến lúc mà lập gia đình đó, thì gia đình bạn gái từ chối. Tại vì nhà của bạn gái đó là rất là quan tâm tới vấn đề tuổi tác, nói là kỳ tuổi á, thì có làm tổng thống cũng không gả đâu, còn hợp tuổi á, thì có đạp xích lô họ cũng gả. Đó là một câu nói rất là chân thành, mà nói chung mình phải tôn trọng gia đình của bên bạn gái. Tại vì khi người ta nuôi con người ta lớn lên rồi cũng muốn con người ta lập gia đình thì phải được hạnh phúc đến cuối cuộc đời. Gia đình đó nhìn thấy được hai cái tuổi nó không hợp và từ chối thì điều đó em cũng phải chấp nhận. Nhưng bây giờ Tường đang hỏi là bây giờ nếu bạn cũng rơi vào một tình huống như vậy nữa, bạn sẽ xử lý như thế nào? Một cái giải pháp. Dạ, giải pháp của em thì để cho bạn lựa chọn. Tại vì khi mà em quyết định em đến thì phần của em đã xong, còn phần còn lại là do phía nhà bạn. Và tình yêu của bạn đã đủ lớn hay chưa để bạn vượt qua cái rào cản của gia đình thì đó là tùy bạn quyết định. Nếu như em đến mà gia đình bạn nói là kỳ tuổi không gả, cũng giống như trường hợp trước, thì tùy bạn thôi. Tại vì em hoàn toàn cho bạn quyết định. Bởi vì trong cuộc sống mình không thể ép ai làm cái gì trái ý của họ. Không phải là ép. Đôi lúc trong cuộc sống chúng ta phải đấu tranh để đạt được mục đích của mình, để đạt được tình yêu của mình, đôi lúc phải trải qua nhiều sóng gió. Theo Ly nghĩ là tại vì nãy giờ Hồ chia sẻ thì phải công nhận là cái trường hợp của Hồ là bất khả kháng thiệt. Tại vì nó khó quá luôn, không thể thuyết phục. Nhưng mà đó là ở ngay thời điểm đó, nó lâu rồi. Với lại Hồ nói như vậy, tức là phần Hồ lo xong rồi, phần bạn gái là bạn gái phải lo. Cái đó thì Ly không đồng ý lắm. Tại vì nếu mà cái tình cảm mình đủ lớn, mình xong phần mình phải nắm tay, mình phải thêm cái nỗ lực cho bạn gái mình nữa. Nếu mà bạn gái mình không, mình truyền lửa. Và cái điều quan trọng là làm sao mà mình thuyết phục người nhà cảm thấy ok, tuổi kỵ nhưng thực sự là họ đặt cái niềm tin vào mình tuyệt đối thì chắc chắn là họ sẽ bước qua. Tại vì hạnh phúc của con vẫn là lớn nhất. Thật sự thì trước đây em cũng nghĩ tới điều đó và em cũng đã đến nhiều lần, nhưng mà gia đình vẫn giữ nguyên cái thái độ đó. Và hồi đó em cũng có vận động bạn là thứ nhất, anh không khuyên em chống đối lại với gia đình. Khi mà em cảm thấy rằng bây giờ Trên cái phương diện pháp luật thì chỉ hai người đăng ký kết hôn thì không có cha mẹ nào ngăn cản được hết, và chúng ta hiển nhiên là thành vợ chồng hợp pháp và chúng ta có thể sống với nhau. Nhưng ở đây là cái góc độ tình cảm gia đình thì bạn đó nói rằng là nếu mà lấy anh thì có mỗi mình em vui mà cả dòng họ em không ai vui, thì điều đó em không chấp nhận được, thì cái đó em cũng chịu thua. Cho nên là em tùy bạn là ở cái chỗ đó. Vâng, cảm ơn bạn những chia sẻ rất chân thành để cho tất cả mọi người có thể hiểu hơn về con người của bạn. Và hy vọng hôm nay nếu như bạn tìm thấy được một tình yêu trong chương trình Chân Ái thì sẽ được quan viên hai họ đồng lòng và chúc phúc cho bạn. Bạn cầm tinh con gì? Dạ em 78 là con ngựa. Con ngựa, tôi hỏi luôn, chốt luôn cho tiện. Hỏi luôn hai cô. Em cầm tinh con gì? Dạ em tuổi Mùi. Em? Tuổi Dậu anh. Dậu. Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu. Ở trên là thôi rồi ta đã xa nhau. Hỏi chi vậy cho nó khó khăn đầu tiên à? Hỏi là để nếu xác định thì phải xác định khó khăn ngay từ đầu. Vừa rồi mới chỉ được nghe, bây giờ sẽ được nhìn. Ở những số lần trước chúng ta cũng đã thấy, ngay từ phần này khi các bạn đưa ra quyết định thì các bạn đã gửi gắm thông điệp trong đó. Và bây giờ sẽ là lúc mỗi người hãy lựa chọn một người là đối phương của mình, và hãy cho chúng tôi biết các bạn muốn nhìn điều gì ở người đó. Một chi tiết trên mặt, mũi, miệng, mắt hay dáng hình, nhưng chỉ ở phía đằng sau. Và bây giờ xin mời Trang. Em hãy đưa ra sự lựa chọn của mình trước. Dạ em muốn nhìn đôi mắt của anh Hồ. Xin cho tôi nhìn thấy cặp mắt của anh Long Hồ. Đôi mắt chất chứa nhiều điều muốn nói nhưng chưa nói nên không ai biết. Bạn Trang đã được xem đôi mắt của anh Hồ. Và tôi xin hỏi cảm nghĩ của bạn Cầm thế nào? Nhìn qua đôi mắt ở trên hình thì em nghĩ anh là một người đa sầu đa cảm, và là một người sống nghiêng về nội tâm hơn, ít bộc lộ cảm xúc của mình qua bên ngoài. Đó là suy nghĩ của em. Cảm ơn em. Tùng ơi. Dạ. Em muốn xem cái gì? Của ai? Em muốn xem cũng là đôi mắt của bạn Cầm. Xin mời cho tôi xem đôi mắt của bạn Cầm. Không khác gì Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu Cách Cách. Anh Long Hồ, anh có cảm nhận gì về đôi mắt của bạn Cầm? Nếu mà để nhìn đôi mắt không thôi thì cũng chưa có thể đoán hết được về một con người. Tuy nhiên thì với đôi mắt ấy thì họ thấy có một cái sự hiền lành và chân thật. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Mở cửa sổ chưa nhìn thấy. Được rồi, tí nữa sẽ mở cửa chính. Anh cứ yên tâm. Thế bây giờ hỏi luôn anh đi. Anh Long Hồ, anh muốn nhìn thấy gì? Trang muốn xem cái đôi mắt của Hồ. Thì bây giờ Hồ cũng xin phép được xem lại. Một là ảnh hồi nhỏ của Trang, hai là hình chụp từ phía sau. Vậy thôi. Mời phòng máy cho xem hình lúc trẻ của Trang. Cái này hồi trẻ nè. Có bé đâu. Ở đây là bé trẻ. Vậy thì thành công đấy. Trang ơi, hồi này là năm bao nhiêu tuổi em? Em học 12. Đây là một cái tấm ảnh mà cái thời học sinh thì cái thời này là cái thời đẹp nhất. Thì họ cũng thấy bạn cũng rất là xinh. Ôi bây giờ còn khác hẳn luôn. So với ngày xưa và bây giờ như kiểu là cài lại win ấy. Giao diện khác hẳn luôn. Và người cuối cùng đó là bạn Cầm. Em muốn xem dáng người của bạn Tùng. Dân là dancer. Để xem dáng người đằng sau như thế nào nha. Tùng ơi, em có thể đứng lên ấp mặt vô tường và tạo dáng. Vô một cái dáng nào đó. Anh chụp cho thấy giòn, người ta dài lên nha anh Xuân Bắc. Tôi phải nói thật, bạn đứng cái dáng này trông như Tom Cruise. Quách Phú Thành. Đây là Xuân Bắc. Qua một khoảng thời gian ngắn, chúng ta đã có rất nhiều thông tin từ phía những người tham gia chương trình Chân Ái. Tôi tin vào giờ phút này đã có lúc trái tim của ai đó đã loạn nhịp. Tôi cũng tin vào phút này ít nhất những người tham gia chương trình cũng đã xác định được đối tượng mình đang hướng tới. Và bây giờ sẽ là một phần vô cùng quan trọng. Các bạn sẽ có 5 giây để quyết định xem có đi tiếp hay không. Sau 5 giây mà anh Xuân Bắc đưa ra nhé, ai tiếp tục muốn bước vào vòng trong để tìm thêm cho mình những cơ hội để có thể tìm hiểu những người cùng tham gia chương trình với mình ngày hôm nay thì chúng ta đứng lên ngay vị trí của mình. 5 giây trôi qua, các bạn không đứng lên có nghĩa là các bạn muốn rời khỏi chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi luôn trân trọng những quyết định của các bạn. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định đó. 5 giây bắt đầu. em mộng mơ đi tìm người cùng anh kết áo hoa. Vậy mà sau bao năm sang lẻ lói cô phòng tràn ngăn với những mối tình đã tan vỡ, chân xanh sắp hết những ngày thôi không còn. Ba người đứng lên, một người ngồi. Nếu các bạn đã sẵn sàng và muốn hẹn hò với ai đó thì hãy ghi tên người ấy vào trong tấm bảng của mình. Nếu là sự lựa chọn giữa A và B bằng cảm xúc, bằng con tim, chưa bao giờ là dễ dàng. Và không phải đơn giản mà chúng tôi đưa ra việc trên nền âm nhạc các bạn cùng nhảy với nhau. Bởi vì trong thực tế, thưa quý vị, nhìn có vẻ thích, nói chuyện có vẻ hay, nhưng càng tiếp xúc gần thì đôi khi cảm xúc nó thay đổi. Ở đây tôi không muốn mọi người có thay đổi cảm xúc. Tôi chỉ mong muốn mọi người ghi đúng những gì mình cảm nhận về đối phương và mong muốn đi tiếp hay không. Đối tượng là ai? Và bây giờ 5 giây cho các bạn bắt đầu. 5 4 3 2. Nghĩ kỹ đi, hãy lựa chọn. Hết giờ. Và bây giờ chúng ta hãy xem suy nghĩ và quyết định sự lựa chọn của các cô gái chúng ta là như thế nào. Tôi đã đứng gần cạnh Trang, một người phụ nữ mà ngay từ đầu với những chia sẻ của cô ấy đã làm cho tôi rất là ngưỡng mộ. Tôi cũng là một người rất thích có nhiều con, nhưng trong bao nhiêu năm qua tôi muốn nhưng tôi không dám làm, bởi vì tôi không tìm được một người đàn ông cho mình. Nhưng cô ấy không chờ đợi điều đó và đã tự quyết định cho số phận của mình. Em đã thật sự suy nghĩ chín chắn về quyết định của mình hay chưa? Dạ, chín chắn. Chị vẫn hỏi lại, mục đích em đến đây là khao khát để tìm kiếm một tình yêu cho mình. Dạ đúng rồi. Chị tin rằng từ nãy đến giờ em cũng có những rung động, thiện cảm với anh Long Hồ, đúng không? Dạ. Xin em hãy xoay bảng cho mọi người xem kết quả của mình. Thế tại sao giờ phút cuối, cái giờ phút mà quyết liệt nhất để chúng ta có thể nắm bắt được cơ hội để có một cái hạnh phúc của mình, thì em lại bỏ trống cơ hội này? Em chưa cảm nhận được. Chưa cảm nhận được tình cảm với anh ấy. Dạ đúng rồi. Tôi hiểu, tình yêu không phải là một thứ dễ nắm bắt. Và tôi cũng hiểu một người phụ nữ ở lứa tuổi như em cần sự chắc chắn như thế nào. Chắc chắn trong quyết định, chắc chắn để bắt đầu một mối tình, chắc chắn cho sự thay đổi tương lai của em và con em. Cảm ơn em với quyết định đưa ra. Cảm ơn em. Bây giờ thì mời Cầm và cả Long Hồ cùng đưa ra kết quả của mình nhé. 1 2 3. Điều đó có nghĩa là cặp đôi Long Hồ và Cầm đã quyết định hẹn hò với nhau ngay trong chương trình Chân Ái. Mời hai bạn bước ra trước. Hãy đến gần nhau hơn. Trao cho nhau đi. Đây là kỷ niệm đẹp. Chúng ta đã đến với phần tìm. Dường như họ đã thấy và cảm nhận tình cảm của nhau. Cầm, cảm xúc của em bây giờ thế nào? Dạ hiện tại thì em hơi bị run ạ. Hơi bị run. Anh Long Hồ. Trước hết thì Hồ cũng cảm ơn bạn Trang, cảm ơn bạn Cầm. Như anh Xuân Bắc anh gợi ý rồi, tình yêu phải bắt nguồn từ cái cảm xúc, và cái cơ hội mà để nắm bắt cái cảm xúc đó, đó là một cái bản nhạc chị Tư Cẩm Ly hát rất là hay, và đã có cơ hội cho Hồ dìu dắt cả hai bạn cùng tham gia chương trình. Và như vậy thì Hồ cũng phát hiện ra cái cảm xúc của mình dành cho ai nhiều hơn. Lúc đầu thì Hồ nghĩ là bạn Trang sẽ có nhiều cái điểm mà Hồ cảm mến hơn, là vì cảm phục cái sự dũng cảm của bạn khi bạn một mình, bạn sẵn sàng bạn nuôi con. Thì đối với Hồ, cái chuyện mà có con hay không có con, điều đó nó không quan trọng, bởi vì con nít mà mình thương nó thì nó thương mình thôi. Và cái quá khứ của mỗi người ai cũng có. Khi mà đến với nhau mình chỉ biết cái hiện tại và tương lai thì nó tốt hơn, còn cái chuyện quá khứ thì thôi hãy khép lại. Nhưng ở đây Hồ chọn là Hồ chọn vì cái cảm xúc, thì Hồ nghĩ Hồ có cảm xúc với lại bạn Cẩm hơn. Vâng, cảm ơn. Đó là những cảm xúc rất chân thành của hai con người đứng trước mặt của chúng ta. Và trước tiên thì Tường cũng xin thay mặt chương trình gửi một lời chúc sức khỏe cũng như là những điều may mắn nhất sẽ đến với Trang trong tương lai gần. Và em cũng sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình, Trang nhé. Dạ. Phải luôn luôn hy vọng, bởi vì hạnh phúc nó sẽ đâu đó xung quanh ta. Cảm ơn em đã đến với chương trình Chân Ái. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ không còn chờ đợi lâu nữa. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục bước vào vòng cuối cùng của chương trình với tên gọi Chân Ái.